Diễm Thi và Trân Như kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Mời quý vị đến với bản tin sáng thứ Bảy ngày 12 tháng 12 với một số tin tức đáng chú ý. Viện Kiểm sát Hà Nội truy tố những người đánh luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân. Thị trường chứng khoán toàn cầu suy chậm. Kính thưa quý khán thính giả, 7 người tham gia hành hung hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân đã bị truy tố về tội cố ý gây thương tích. Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội phê chuẩn quyết định vừa nói đối với 7 bị can sinh sống tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội do hành vi tấn công gây thương tích nặng cho luật sư Trần Thu Nam. Riêng luật sư Lê Văn Luân bị tấn công vào mặt và đầu khi bị đánh rơi xuống ruộng cũng mang nhiều vết chấn thương. Vụ việc xảy ra vào ngày 3 tháng 11 khi hai luật sư này tới thăm gia đình của nạn nhân Đỗ Đăng Dư trước đó bị chết trong đồn công an. Khi trên đường đến Đông Phương Yên, nhóm 7 người này ùa ra chặn đường và tấn công tới tấp vào hai luật sư mà không có bất kỳ lý do gì. Liên đoàn luật sư Việt Nam và Hội luật sư thành phố Hà Nội đã mang vụ việc ra công luận. Và với sức ép của giới luật sư cũng như những người dân, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội phải ra quyết định truy tố như vừa nói. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán toàn cầu hôm nay trên bờ vực suy trầm sau 2 tháng trì chậm, trong lúc giá dầu tiếp tục xuống thấp, đồng nhân dân tệ Trung Quốc cũng rớt nhẹ vào khi đã mất giá liên tục trong vòng 4 năm rưỡi vừa qua. Đó là những nguyên nhân khiến cho tình hình không mấy sáng sủa, đặc biệt khi những định chế tài chính và những khối tiêu thụ lớn có nhiều ảnh hưởng đến giá cả thị trường thế giới đang nghe ngóng động tĩnh về việc điều chỉnh lãi suất của Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ tuần tới. Chỉ số chứng khoán thế giới suy giảm bước sang ngày thứ 5 kéo theo sự suy giảm của các thị trường có thế mạnh, đồng thời EU phải chật vật đối phó trong lúc đồng đô la có phần vững vàng hơn. Chuyên gia chiến lược của Rabobank ở London, ông Piotr Matt, bày tỏ sự bi quan trước những biến chuyển mới nhất này trên thị trường chứng khoán, nói rằng giá dầu thế giới xuống thấp thêm nữa cùng lúc với sức mua giảm, sự lung lay của thị trường chứng khoán toàn cầu trong những ngày tới là điều không thể tránh khỏi. Tin mới nhất từ Ngân hàng Trung ương Nga cho thấy đồng rúp của Nga đã giảm 2% so với đồng đô la Mỹ. Hàng ngàn người đạp xe diễu hành trên đường phố thủ đô Bangkok để tỏ lòng ngưỡng mộ và cầu nguyện cho sức khỏe của quốc vương Bhumibol Adulyadej. Chủ đề xe đạp cho nhà vua là một phần trong chuỗi kỷ niệm sinh nhật thứ 88 của đức vua vào ngày 5 tháng 12 năm nay. Thái tử Vajiralongkorn, con trai duy nhất của nhà vua, dẫn đầu một đám đông người đi xe đạp trên đoạn đường dài 29 km, bắt đầu ở khu phố cổ của thủ đô Bangkok. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và một số bộ trưởng cũng tham gia diễu hành cùng các tay đua mang áo vàng, màu sắc đại diện cho nhà vua. Hỏa hoạn tại một khu ổ chuột thuộc thành phố Manila của Philippines đã giết chết 9 người. Thị trấn tồi tàn Damayang Lagi đã chứng kiến vụ hỏa hoạn tàn phá vào lúc nửa đêm khi ngọn lửa tràn lan quá nhanh, tiêu hủy mọi vật ra tro bụi chỉ trong vòng vài phút đồng hồ. 50 căn nhà thô sơ bị thiêu rụi, 600 cư dân không còn chỗ nương náu sau khi hỏa hoạn xảy ra. Giới chức trách nhiệm cho biết hỏa hoạn bắt đầu từ việc sử dụng điện một cách bất cẩn. Đa số là ăn cắp điện với cách thức đơn giản và nguy hiểm đã làm cho các đám cháy hàng năm ngày một tăng cao. Năm nay, nạn nhân của các đám cháy lên tới 323 người, so với năm ngoái là 228 người. Tuần trước, 5.000 người bị mất nhà cửa sau một ngọn lửa lớn thiêu rụi 500 túp lều trong khu phố cổ của thành phố. Ngọn lửa cũng đã buộc phải sơ tán 500 tù nhân tại một nhà tù gần đó. Cuối tháng trước, khoảng 800 ngôi nhà đã cháy rụi trong một thị trấn nghèo tại Manila. Ông trùm dầu mỏ giàu nhất nước Nga một thời, Mikhail Khodorkovsky, hôm nay bị tuyên án về tội tham gia tổ chức ám sát một thị trưởng ở Siberia vào năm 1998, theo tin tức từ AFP. Trong một tuyên bố mới nhất, Ủy ban điều tra cao cấp của Nga cho biết, theo kết quả của cuộc điều tra, họ đã sẵn sàng cung cấp những thông tin mới của vụ án và theo đó, quyết định truy tố Mikhail Khodorkovsky tội giết người sẽ được đưa ra vào ngày hôm nay. Cũng theo AFP, các nhà điều tra cho biết họ đã mở lại hồ sơ vụ án hình sự năm 1998 về cái chết của Vladimir Petukhov, thị trưởng thành phố sản xuất dầu mỏ Nizhny-Lugansk. Theo đó, các nhà điều tra nói rằng Khodorkovsky đứng đầu tập đoàn dầu mỏ Yukos có thể chính là người đã ra lệnh giết chết Vladimir Petukhov. Mikhail Khodorkovsky, cựu giám đốc điều hành của tập đoàn dầu mỏ lớn nhất nước Nga, đã đi tù từ năm 2003 vì tội gian lận và trốn thuế. Ông được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký lệnh ân xá vào năm 2013 sau 10 năm ngồi tù.
Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ vietnamviet.net. Nếu bị từ lừa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ achautuzo.info. Quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org hoặc bằng ứng dụng app của RFA tải xuống từ App Store và Google Play. Diễm Thi và Trần Như xin kính chào tạm biệt.